Kỳ vọng đạt được Phoenix mong rằng là sau 60 phút, các anh chị có thể giải thích khái quát về hai lý thuyết mà ngày hôm nay mình sẽ trình bày. Đó là lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch và lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp. Mục tiêu thứ hai là Phoenix mong các anh chị dựa trên hai lý thuyết này phát thảo được một kế hoạch phát triển nghề nghiệp ngắn hạn cho chính mình để mình có thể phát triển tốt trong thời kỳ COVID-19 này. Và mục tiêu thứ ba là mình mong các anh chị có thể ứng dụng hai lý thuyết này vào một cái thảo luận tình huống mà tụi mình sẽ vào nhóm nhỏ để mình thảo luận, để xem thử xem cách mà mình hiểu lý thuyết nó ứng vào trong thực tiễn như thế nào. Và bây giờ Phoenix xin giới thiệu về lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch và lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp về phần nội dung trước. Lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch được dịch ra từ tiếng Anh đó là planned happenstance, ngẫu nhiên mà có kế hoạch. Đồng tác giả đó là thầy John Crumbles, ông mất vào năm 2019 là năm ngoái, cùng với hai người bạn là Mitchell và Levin. Lý thuyết này họ tập trung vào khái niệm sau này các anh chị. Họ nói rằng là tất cả tụi mình, những người lao động, mình đều có thể xây dựng các cơ hội nghề nghiệp bất ngờ. Và họ nhấn mạnh rằng tụi mình có thể lập kế hoạch, có thể chuẩn bị và thậm chí là mình có thể kiến tạo các cơ hội nghề nghiệp trong cuộc đời của chính mình. Và phần lớn những cái nghiên cứu và câu chuyện họ để trong nghiên cứu của họ, nó dựa vào những cái điều xảy ra bất như ý, những điều mà mình không hề định trước, ví dụ như COVID-19 tới, ví dụ như mình bị mất việc bất ngờ, ví dụ như mình bị bệnh hay là gia đình mình có người bị bệnh mà mình cần phải nghỉ việc. Tất cả những điều đó nhìn qua nó giống như là một điều không may mắn, nhưng nếu như mà mình biết sử dụng nó tốt thì mình sẽ tạo nó trở thành một cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Thì đó là cái khái niệm chính mà lý thuyết này muốn nói đến. Vậy thì họ đưa ra những cái cách mà mình có thể làm như thế nào. Một trong những cách mà họ đưa ra cho tụi mình đó là ẩn dụ gieo hạt. Họ nói rằng là trong cuộc sống của mình có những khi mình hay nói rằng là tôi may mắn nên tôi mới được công việc này, tôi may mắn nên tôi mới gặp được người sếp này, tôi may mắn nên tôi mới gặp người đồng nghiệp này. Họ dùng từ may mắn. Tất cả chúng ta đều nói là ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, chúng ta có sự may mắn trong nghề nghiệp. Nhưng lý thuyết này họ mới chứng minh rằng là bạn không có may mắn một cách tự nhiên. Tất cả những may mắn bạn đang có hiện tại, nó đều đến từ những cái gieo hạt của bạn trong quá khứ. Ngày xưa, một hành động nào đó, một câu nói nào đó, một lần thực tập nào đó, một cử chỉ nào đó, một dự án nào đó bạn tham gia, ngay cả lúc bạn bất đắc chí nhất, bạn bị mất việc hay là điều gì đó xảy ra, bạn gây gổ với ai đó nhưng mà bạn lại đưa cái cuộc trò chuyện ấy nó thành là một câu chuyện tốt. Tức là một điều gì bất như ý xảy ra trong quá khứ mà bạn có thể biến nó trở thành một cái cử động gieo hạt, thì nó sẽ trở thành sự may mắn của hiện tại. Hay nói cách khác, những điều xảy ra bất như ý ngay bây giờ mà nếu bạn có thể biến nó thành gieo hạt, thì trong tương lai nó sẽ nảy mầm, nó sẽ trở thành một may mắn trong tương lai. Và họ ứng dụng rất nhiều lý thuyết này vào trong giáo dục hướng nghiệp cho cấp 3 và đại học để khuyến khích những người bạn trẻ là các bạn hãy gieo hạt ngay từ bây giờ, các bạn hãy thực tập, các bạn hãy tham gia câu lạc bộ, các bạn hãy tham gia hoạt động tình nguyện, các bạn hãy đi làm việc bán thời gian, vân vân và vân vân. Và dĩ nhiên là các bạn không làm như vậy chỉ vì các bạn muốn có sự may mắn trong tương lai, tức là không phải chỉ vì lợi ích, mà các bạn hãy làm điều đó vì các bạn thích, vì các bạn có năng khiếu, vì các bạn muốn trải nghiệm. Thì cái sự gieo hạt này nó phải đi kèm với sở thích tự nhiên và khả năng tự nhiên của mỗi người, và là sự trải nghiệm của mỗi người. Thì trong 10 hạt bạn gieo sẽ có 2 hoặc 3 hoặc 4 hạt nó sẽ nảy mầm trở thành sự may mắn trong tương lai của bạn. Và ẩn dụ gieo hạt này nhấn mạnh rất nhiều vào việc là mỗi người lao động phải take action, đừng có đứng đông cứng khi mà một điều gì đó bất như ý xảy ra, đừng có ngồi đó suy nghĩ quá nhiều mà phải hành động, và hành động một cách rất là cụ thể, hành động dựa trên những sở thích và khả năng tự nhiên của mình.
Cái ẩn dụ gieo hạt này và hành động đó nối liền với một khái niệm hoặc là mình gọi là cách suy nghĩ. Thì ở đây cái tên gọi của nó là mô hình lý thuyết vị trí điều khiển, dịch từ tiếng Anh là locus of control model. Thì cái mô hình lý thuyết vị trí điều khiển này nó giới thiệu đến cho người lao động hay là tụi mình hai cách suy nghĩ. Bên tay phải của mình là cái cách suy nghĩ là tôi không thể làm chủ vận mệnh của mình. Con người có số rồi, cố làm chi cho mệt. Thôi thì ai đẩy tôi đưa, bèo dạt mây trôi, đến đâu thì hay đến đó đi ha. Nên tôi không cố gắng nữa, tôi cứ như vậy thôi. Cái cách suy nghĩ bên trái rằng là tôi hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình, và tôi không để cuộc đời đưa đẩy tôi, mà tôi phải là người kiến tạo ra hành trình nghề nghiệp của mình. Thì cái phía suy nghĩ bên tay trái, cái cách mà họ 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 thảo luận và họ họ tranh luận như thế này, là các thầy cô nói rằng là thật ra trong cuộc sống của tụi mình hoàn toàn không thể điều khiển được những điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ như mình sinh ra trong một gia đình có khó khăn về tài chính, mình sinh ra và mình bị một bệnh tật nào đó di truyền, mình sinh ra trong một gia đình rất giàu nhưng mình không được yêu thương, mình sinh ra ở một đất nước nhiều chiến tranh, vân vân và vân vân. Thì tất cả những điều đó, bệnh hoạn, dịch bệnh, COVID-19, tất cả những điều đó xảy ra, mình không làm chủ được điều đó. Nhưng họ nói rằng là mỗi người chúng ta có thể làm chủ được tới 100% cách mà chúng ta phản hồi lại những sự kiện ấy. Ví dụ các anh chị ở đây chắc là đã đọc rất nhiều chia sẻ về COVID-19 trên thế giới và cách mà người ta đã phản hồi lại như thế nào. Khi COVID-19 đến, mọi người đã đùm bọc nhau ra sao, mọi người đã chia sẻ như thế nào, đã giúp đỡ nhau như thế nào. Tất cả những điều đó là cách mà chúng ta phản hồi lại một điều bất như ý. Ở đây, cái cách mà mình nhìn lại những điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mà nó không trong tầm với của mình, nó không phải là điều mình đặt kế hoạch ra, nó không phải là điều mình muốn, nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mình suy nghĩ lại, mình nhìn lại và mình nói ok, tôi có 100% toàn quyền quyết định tôi sẽ phản hồi như thế nào. Tôi sẽ không phản ứng bằng cảm xúc, tôi sẽ không phản ứng bằng giận dữ, tôi sẽ không phản ứng bằng cách tiêu cực, mà tôi sẽ phản hồi một cách rất là khôn ngoan, sau khi suy nghĩ kỹ càng để tôi làm sao cho kết quả của sự kiện này nó tốt nhất cho tôi trong tương lai. Cái khái niệm và cái cách suy nghĩ này nó rất là phù hợp với văn hóa Việt Nam. Nếu mà các anh chị nhìn lại cái văn hóa người Việt của mình, thì nếu mà anh chị nào ở đây coi lá số tử vi, Phoenix lớn lên trong một gia đình mà người mẹ học về Hán Nôm bên Đông Phương học, thì từ nhỏ lớn Phoenix nghe rất nhiều về lá số tử vi, mặc dù là được giáo dục ở Mỹ, nhưng mà mình vẫn thấy có cái sự kỳ diệu gì đó trong khoa học huyền bí. Thì bên tử vi họ có cái khái niệm là tiên thiên và hậu thiên. Ở đây các anh chị nào mà biết về tử vi thì sẽ hiểu hai cái chữ này. Tiên thiên có nghĩa rằng là lúc mà bạn sinh ra đời thì những cái ân huệ, những cái ơn lành, họ gọi là những điều mà ông cha mình, đức gia đình để lại, nó đã quyết định cho bạn có một số phận như thế nào. Trước khi bạn sinh ra, vào ngày bạn sinh ra, giờ bạn sinh ra, thì bạn đã có một cái số phận được định bởi tiên thiên. Bạn có số phận phận tốt hay xấu, bạn vân vân và vân vân. Nhưng mà ở trong lá số tử vi thì hậu thiên lại là yếu tố quyết định. Từ ngày bạn sinh ra cho đến ngày bạn qua đời, bạn rời khỏi quả đời này, thì tất cả những hành động, lời nói, cách bạn sống, nó sẽ quyết định và thay đổi tiên thiên của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn sống tốt hơn, nó sẽ giúp cho bạn may mắn hơn, nó sẽ giúp cho bạn có những cái kết quả do sự cố gắng và nỗ lực của bạn. Cho nên bất cứ một nhà chấm tử vi nào mà có đạo đức nghề nghiệp thì họ luôn chấm tử vi xong và nói rằng là tất cả những cái này nó đều tùy thuộc vào đức năng thắng số. Thì đó là khái niệm tiên thiên và hậu thiên trong Đông Phương của mình. Và các anh chị nhìn lại, nó không hề khác với cái khái niệm lý thuyết vị trí điều khiển.
Tức là tôi không làm chủ được những điều gì xảy ra trong cuộc đời tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể biến đổi vận mệnh của mình bằng cách tôi phản hồi và sống tốt như thế nào. Khái niệm đức năng thắng số và gieo nhân nào gặt quả nấy mà ông bà mình dạy cho con cháu cũng rất tương tự với lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch. Vậy tụi mình ngưng lại ở đây một chút xíu và tụi mình nhìn lại cái từ khóa ở đây là gieo hạt. Từ khóa ở đây là tôi quyết định vận mệnh của tôi bằng cách phản hồi lại một cách tốt nhất có thể khi những điều không như ý xảy ra trong cuộc đời tôi. Vậy thì lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp như thế nào? Tại sao Phoenix lại chọn giới thiệu hai lý thuyết này chung với nhau? Vì nó có rất là nhiều sự đan xen và bổ túc cho nhau. Và trong thời kỳ hỗn loạn hiện tại các anh chị, thời kỳ bây giờ nè, lúc mà thị trường lao động không ai đoán được trước, lúc mà kinh tế nó lên và xuống bất ngờ, thì lý thuyết hỗn loạn và lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch đang là hai lý thuyết được rất nhiều anh chị, cô chú, thầy cô hành nghề trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp sử dụng cho thân chủ của họ. Và lý thuyết hỗn loạn nó như thế nào? Lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp, mình dùng từ trong nghề nghiệp vì đây là lý thuyết mà thầy Jim Bright và Robert Pryor, hai ông mượn từ bên toán học, bên sinh học, bên những ngành khoa học tự nhiên đưa qua bên hướng nghiệp. Và khi mà Phoenix ngồi cùng với ông xã, ảnh là bên kỹ sư, hỏi ảnh là vậy chứ bên toán học của tụi anh nói về lý thuyết hỗn loạn như thế nào? Anh giải thích hay lắm cả nhà, nhưng mà nó rất là khó hiểu. Tức là mình nghe một hồi đầu mình nó lùng bùng. Thì Phoenix sẽ giải thích cho cả nhà một cách đơn giản nhất trong nghề nghiệp nha. Lý thuyết này xuất hiện vào năm 2011. Và khái niệm chủ yếu của lý thuyết này là nói rằng là sự thay đổi là một điều tất yếu trong đời sống hàng ngày, đời sống ngày nay của tụi mình. Điều duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi. Vì vậy, người lao động tụi mình phải luôn luôn làm mới mình, phải luôn luôn phát minh, phải luôn luôn sáng tạo, phải luôn học cách sống và sống với những cơ hội sáng tạo ở rìa của sự hỗn loạn. Tức là cái thông điệp mà các thầy đưa đến cho tụi mình, những người lao động đó là chấp nhận đi, sự hỗn loạn này không biến mất và mỗi ngày cái tốc độ thay đổi nó sẽ nhanh hơn chứ nó không chậm lại. Và đây là một cái hình trong cartoon, trong vẽ mình biếm họa mà các thầy hay dùng để làm ví dụ cho lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp. Đó là cái your plan, là cái kế hoạch mà mình định ra cho mình lúc mình sinh ra, mình đi học, mình xong lớp 12, mình đi học đại học, có khi ai đó học thêm tiến sĩ, học thêm thạc sĩ rồi tiến sĩ, rồi mình đi làm, rồi mình bon trên một đường thẳng, rồi mình đến ngày mình về hưu, mình nhận lương hưu rất là vui vẻ. Nhưng cái kế hoạch mà vũ trụ dành cho mình nó không như vậy. Mình phải lên dốc xuống đồi, mình phải lên đồi xuống dốc, mình phải qua rất là nhiều khó khăn, mình phải leo thang dây, mình phải đi qua biển sâu vực thẳm, mình lúc đang nắng thì lại gặp trời mưa, lúc mưa thì gặp nắng, vân vân và vân vân. Và đến ngày cuối cùng thì ở đây là cái mộ của mình, đó là họ đùa với nhau thôi các anh chị. Nhưng mà khi mình nhìn vào tấm hình này, nó diễn tả rất nhiều và rất là chính xác những điều gì đang xảy ra cho tụi mình. Ở đây không biết có anh chị nào trong thế hệ 7X với Phoenix không? Phoenix sinh năm 1976. Thì cái thời Phoenix lớn lên, cái thông điệp mà ba mẹ của Phoenix nhận được là cứ làm đi, làm trong một công ty bao nhiêu năm đó, rồi bạn sẽ được nhận lương hưu rất tốt và bạn sống rất là thoải mái. Nhưng mà cái thông điệp mà tụi Phoenix lớn lên ở Mỹ nhận được là đừng có trông chờ vào lương hưu nữa. Cái ngày mà thế hệ 7X nhận lương hưu thì cái quỹ lương hưu của chính phủ nó đã cạn rồi. Đó là thông điệp mà tụi Phoenix lớn lên và nghe được. Và ở Việt Nam mình thì mình lại phải đối diện với rất nhiều thứ khó khăn, ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội, vân vân và vân vân. Con mình đi học đại học thì như thế nào, tiền học tăng lên và rất nhiều thứ khác mà mình không định trước được. Hai người đang đi làm, một người mất việc làm thì sẽ như thế nào? Tất cả những cái này nó đại diện cho lý thuyết hỗn loạn. Vậy thì ở đây những cái từ khóa chính mà các thầy đưa ra cho chúng ta là nghề nghiệp của mỗi người chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các sự kiện may rủi,
Và những sự kiện may rủi này nó xảy ra thường xuyên cả nhà, chứ nó không xảy ra ít, nó không xảy ra 5 năm một lần, mà nó xảy ra rất là thường xuyên và mình rất là mệt vì điều đó. Nghề nghiệp của chúng ta có thể thay đổi liên tục và nó thay đổi phi tuyến tính, tức là nó không đi theo một cái đường thẳng. Nó không là 1 cộng 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3, mà có khi nó đang lên rồi nó xuống, và nó chậm rồi nó nhanh, mình không đoán trước được. Nhưng theo thời gian 10 năm, 20 năm, chúng ta có thể nhìn ra sự hình thành của những khuôn mẫu quỹ đạo, đặc điểm câu chuyện và mối bận tâm của mỗi người lao động theo thời gian. Ví dụ, với một thân chủ mà Phoenix gặp ở tuổi 50, thì nhìn rõ ràng rằng theo thời gian cái khuôn mẫu của những thay đổi về nghề nghiệp của chị ấy, nó liên quan rất nhiều đến vai trò làm vợ và sau đó là vai trò làm mẹ. Và một thân chủ khác trẻ hơn khoảng 30 mấy tuổi, thì cái sự thay đổi đó nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái vai trò là người con trai trưởng của gia đình. Theo thời gian chúng ta có thể thấy được những cái khuôn mẫu và quỹ đạo của sự thay đổi nghề nghiệp, nhưng chỉ vậy thôi, chúng ta không đoán được trước điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Và vì nó quá phức tạp để có thể dễ dàng nắm bắt và đưa vào các hộp đơn giản, như là lý thuyết của thầy Holland là bạn thích gì, bạn giỏi gì thì bạn làm nghề gì. Nó không đơn giản như vậy, mặc dù là họ không hề đã phá và phủ nhận những lý thuyết trước đó, như là lý thuyết của các thầy cô Holland là đặc tính nghề. Thì ở đây họ nói rằng là chúng ta vẫn phải ghi nhận tất cả những lý thuyết khác, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng trong thời kỳ bây giờ, sự phát triển nghề nghiệp có nhiều thay đổi quá phức tạp, nên chúng ta không thể nào đơn giản hóa một hành trình phát triển nghề nghiệp được. Vậy thì để có thể hiểu thêm một cách rất là thực tiễn, thì mình hãy nhìn vào cái cách mà đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến Việt Nam mình. Ảnh hưởng thế giới thì nó quá rộng, mình nhìn vào Việt Nam thôi anh các anh chị. Thì mình hãy nhìn thêm nhu cầu, kinh tế của mình đang đi xuống và kéo theo giảm cầu trong và ngoài nước. Đầu vào, vì vậy cho nên mình giảm nguồn cung lao động và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Triển vọng là tương lai của mình bất định, mình kéo thêm giảm đầu tư và đổi mới sáng tạo. Và tài chính thì cơ hội tiếp cận nguồn vốn bị eo hẹp. Đó là những điều mà Ngân hàng Thế giới Việt Nam, World Bank Việt Nam họ nói cho mình. Hai bản báo cáo vào tháng 7/2020 và tháng 11/2020 của Ngân hàng Thế giới, Phoenix để hai cái link này bằng tiếng Việt ở cái slide tài liệu tham khảo ở cuối cái slide này mà MV sẽ gửi cho các anh chị. Thì hai bản báo cáo này nó đưa ra hai cái báo cáo rất là thú vị cả nhà. Đầu tiên là các doanh nghiệp của mình đang hồi phục ở mức trung bình. Mặc dù so với thế giới Việt Nam đang làm tốt, nhưng mình vẫn rất là tệ. Và cái mức giảm doanh số rất là nghiêm trọng. Và kéo theo việc là tổng số việc làm chưa được phục hồi và còn thấp hơn rất nhiều so với thời điểm khi mình mới vào COVID là tháng 1/2020. Nhưng có một tin khá là thú vị ở đây là các hộ kinh doanh cá thể, các hộ gia đình đó cả nhà, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều hơn so với những ngày lao động bị làm công ăn lương, nhưng họ lại phục hồi nhanh hơn vì họ có khả năng chống chịu và khả năng rất là linh hoạt. Họ sẵn sàng giảm lương, họ không phải trả tiền mặt bằng, họ thắt lưng buộc bụng, và khi mà doanh nghiệp đã được phép làm trở lại thì họ bung ra rất là nhanh và rất là linh hoạt so với những công ty vừa và lớn hơn. Thì các doanh nghiệp này lại chiếm trên 90% các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, nhưng đây là một tin mừng và họ là một ví dụ rất tốt cho cái sự linh hoạt mà chúng ta cần phải có trong đại dịch COVID này. Vậy thì ở đây, các lời khuyên cụ thể của tác giả của cả hai lý thuyết này, họ nói chung với nhau như thế này, là vì thời bây giờ có rất là nhiều sự thay đổi. Ở đây do các yếu tố xã hội, môi trường, kinh tế và chính trị không đoán trước được. Họ cũng nói có rất nhiều sự kiện may rủi xảy ra với mỗi người mình mà nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Thì vì vậy họ khuyên chúng ta là hãy gieo hạt và tạo cơ hội cho hành trình phát triển nghề nghiệp của mỗi người bằng cách là chúng ta hãy bồi dưỡng những điều sau đây. Trước tiên là chúng ta phải bồi dưỡng tinh thần cầu thị để chúng ta luôn khám phá các cơ hội học tập và xây dựng kỹ năng.
Trong thời kỳ khi bị mất việc làm bất ngờ, khi mà điều gì như không như ý xảy ra, thì một trong những điều chúng ta cần phải làm ngay lập tức là gây dựng lại năng lực hành nghề của mình, hoặc là gây dựng lại những kỹ năng mà chúng ta luôn muốn phát triển hồi xưa đến giờ, nhưng vì quá bận đi làm, chúng ta chưa có bao giờ có cơ hội phát triển. Hãy phát triển những cái gì mà chúng ta thích và chúng ta muốn phát triển hồi xưa đến bây giờ. Thứ hai là phẩm chất kiên trì và bền chí để đối phó với tất cả những trở ngại xảy ra trong cuộc đời mình. Và đây là phẩm chất mà thế hệ trẻ sinh giữa những năm 90 và đầu những năm 2000 đang rất thiếu nha các anh chị. Đây là vấn đề rất lớn của các em, và tự các em nói luôn là tụi con rất thiếu sự kiên trì. Cái thứ ba là khả năng linh hoạt. Tụi trẻ nó lại có cái này nhiều hơn tụi mình để giải quyết vấn đề. Thế hệ từ 7X về trước, 6X, 5X lại thiếu khả năng linh hoạt. Ví dụ như khi COVID tới, mình phải đổi hoàn toàn từ bên offline qua online, học thêm về công nghệ, thay đổi cách làm doanh nghiệp, thì đôi khi tụi mình lại sợ hãi và chậm hơn những thế hệ trẻ hơn. Và chúng ta phải có tính lạc quan để chúng ta có thể tối đa hóa tất cả lợi ích từ những sự kiện ngoài kế hoạch. Khi tinh thần ta lạc quan, khi thái độ ta lạc quan, thì ta mới bắt được những cơ hội bên ngoài. Và khả năng phản hồi chứ không phải phản ứng với sự thay đổi bất ngờ. Phải nhìn lại, phải ngừng lại, phải suy ngẫm. Và sau đó tôi phản hồi như thế nào đây? Thì mình ngừng lại một chút vì tụi mình mới đi xong phần nội dung về lý thuyết của lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch và lý thuyết hỗn loạn. Phoenix xin chia sẻ một câu chuyện cá nhân rất nhanh thôi trong vòng 2 phút về cái trải nghiệm của riêng mình để lát nữa các anh chị bắt đầu nhìn lại của riêng các anh chị. Thì khi mà trong thời gian trước đây, sau này Phoenix mới được nhắc lại chứ sau này chứ bây giờ thì lúc đó thì không nhớ là người co-founder là đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Sông An là Đặng Phương Uyên bây giờ. Là Phoenix đã gặp rất lâu trước đây rồi, vào những năm 2016. Và em ấy nói rằng là hồi đó em gặp chị, không biết chị còn nhớ không? Có một người bạn của em giới thiệu em với chị, lúc đó em đang bối rối. Em có một cái khúc quanh trong cái cuộc đời nghề nghiệp mà em không biết phải nói chuyện với ai. Thì bạn em kết nối em với chị và chị với em gặp nhau. Thì mình coi lại cái email ngày xưa thì mình thấy rõ ràng là mình có một cái email với Đặng Phương Uyên. Nhưng thực sự là mình không nhớ được câu chuyện đó, mình nói gì với bạn luôn. Và nhờ như vậy mà sau đó vào năm 2017, lúc mà tụi mình làm một cái lớp miễn phí cho các bạn trẻ đang làm trong lĩnh vực giáo dục của cao đẳng, đại học và những tổ chức phi lợi nhuận. Thì lúc đó Phoenix mới được một sinh viên đề nghị là cô không có giờ đào tạo thì cô mở một cái lớp trong giờ cô rảnh đi, để ai muốn học về hướng nghiệp họ còn học được chứ. Chứ bây giờ nếu cô không đào tạo thì làm sao mà người ta biết được. Thế là mình nói ok được rồi, thì cô có bao nhiêu cô chỉ bấy nhiêu. Thì Phương Nguyên là một trong những người đầu tiên đào tạo từ thời đó. Và bẵng đi đến năm 2018, sau đó rất lâu, và cho đến bây giờ thì bạn ấy từng bước đồng hành với mình trong vai trò đồng sáng lập. Và điểm mạnh của Phương Nguyên hoàn toàn là những điểm yếu của Phoenix. Tất cả những điều mà mình yếu thì bạn rất mạnh. Và đó là một sự may mắn. Đối với Phoenix nó là một sự may mắn rất lớn, vì nếu không có bạn thì không có Sông An. Nhưng mà nếu mà nhìn lại, nếu ngày xưa Phoenix không gặp bạn ấy, nếu mà cái cơ duyên gặp nhau mình không cho bạn một cái ấn tượng nào đó, thì bạn đâu có sẵn lòng đồng hành với mình trong những ngày rất khó khăn vừa qua. Nên cái sự may mắn bây giờ nó là cái gieo hạt ngày xưa đó cả nhà. Và chắc chắn rằng tất cả những anh chị trong căn phòng này, Phoenix bảo đảm rằng đều có những câu chuyện tương tự như Phoenix vậy. Các anh chị đều đã gieo rất nhiều hạt và đã có rất nhiều may mắn xảy ra. Vậy thì mình đi tiếp qua cái phần kế tiếp, là mình hãy ứng dụng hai lý thuyết này vào kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân. Vậy chứ bây giờ mình biết về hai lý thuyết này rồi, và mình hãy ứng dụng nó để ngay bây giờ nè, mình có thể ra được một kế hoạch cho mình để 3 tháng nữa, 6 tháng nữa mình nhìn lại mình thấy là những điều mà mình làm vào ngày 22 tháng 12 năm 2020 nó đang trở thành sự may mắn trong nghề nghiệp của mình. Thì bây giờ Phoenix mời các anh chị suy ngẫm. Các anh chị hãy nhìn lại quá khứ của mình. Và anh chị có thấy một sự kiện nào liên quan đến hai lý thuyết mà chúng ta vừa học hay không?
giống như Phoenix chia sẻ về câu chuyện mà Phoenix gặp Đặng Phương Nguyên là đồng sáng lập của mình vậy đó. Anh chị có thấy một cái sự kiện nào liên quan như vậy, tương tự cho anh chị hay không? Và bây giờ nè, mình nhìn lại thì anh chị có thấy là mình cần thay đổi góc nhìn hay tư duy gì dựa theo lời khuyên từ tác giả của hai lý thuyết mà mình vừa học hay không? Và để nhắc lại thì hai lời khuyên nó nằm ở đây. Đây là các lời khuyên của họ dành cho tụi mình. Và Phoenix mong là các anh chị trong 2 phút tới mình suy ngẫm, mình thay đổi tư duy và mình viết câu trả lời của mình vào trong khung chat. Và mình nhớ, mình chụp hình lại để 3 tháng sau, 6 tháng sau, 1 năm sau mình nhìn lại xem những cái mà mình cùng nhau chia sẻ với nhau ngày 22 tháng 12 năm 2020 nó đã thành sự may mắn như thế nào. Tụi mình cùng nhau làm nha cả nhà. Các anh chị hãy chia sẻ vào trong khung chat. Các anh chị thấy mình cần thay đổi góc nhìn như thế nào? Mình có 2 phút nha. Và đây là các lời khuyên. Vậy thì cái kế hoạch phát triển ngắn hạn của mỗi người chúng ta như thế nào? Cho tương lai gần, Phoenix mong là các anh chị dựa trên những lời khuyên từ hai lý thuyết ở trên. Những lời khuyên này nè, nhập lại lần nữa nha. Rồi, hãy lập một kế hoạch phát triển ngắn hạn cho bản thân mình theo 3 gạch đầu dành sau. Mục tiêu là gì? Hành động cụ thể là gì? Và thời hạn là lúc nào? Ví dụ, mục tiêu của bạn A là tăng kỹ năng viết sáng tạo tiếng Anh. Vào tháng 1 năm 2021, bạn A sẽ đăng ký học một lớp trực tuyến viết sáng tạo tiếng Anh. Bạn A sẽ hoàn tất lớp ấy vào trước cuối tháng 3 năm 2021. Vậy thì, các anh chị Vũ Trà My đã chia sẻ rồi nè. Trung Trưng cũng chia sẻ rồi nè. Tụi mình đã nghĩ về quá khứ, đã nghĩ về cách suy nghĩ như thế nào, thì bây giờ mình làm rất nhanh cái kế hoạch phát triển ngắn hạn, mục tiêu nè, hành động cụ thể và thời hạn. Và nếu như không kịp đánh vào khung chat thì không sao đâu ạ. Phoenix chỉ mong là trong thời gian rất ngắn ngày hôm nay. Cảm ơn Thảo, cảm ơn Trung, cảm ơn My. Và đây là của Hoài. Hay quá. Phoenix xin lỗi là mình đi hơi nhanh các bạn. Nhưng mà Phoenix mong là đây là lúc mà mình bắt đầu ứng dụng vào và thử xem là mình lập kế hoạch như thế nào. Vì thì từ những gì Hoài và Thảo và Trung và My vừa chia sẻ, tất cả tụi mình nhìn về phía trước. Từ ngày hôm nay mình có mục tiêu gì, có hành động cụ thể nào cho thời hạn. Đúng rồi, mình may mắn nhưng mà mình làm đằng sau sự may mắn đâu có ai biết đâu ạ. Rồi, vậy thì mình đi tiếp. Cả nhà nhớ cái lập kế hoạch phát triển ngắn hạn này cho tụi mình nha. Mình có mục tiêu gì, mình sẽ có hành động cụ thể nào và mình sẽ làm nó vào lúc nào. Nhớ là phải có thời hạn. Tại vì nếu không thì thân chủ của mình và mình hay bị điều này. Tôi sẽ làm điều đó, nhưng mà tôi sẽ làm điều đó. Và năm nào mình cũng nói tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi chưa làm.
Ok, Trung Trương. Ừ, X Nguyễn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Mình đi tiếp. Cả nhà có thể tham khảo biểu mẫu lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dành cho cá nhân theo mô hình WOOP, Wish, Opportunity, vân vân tại bit.ly ở đây nha cả nhà. Và slide này sẽ được gửi và các anh chị chỉ cần bấm vào link là ra thôi. Vậy thì mình đi vào cái phần cuối và phần này khá là thú vị. Phoenix đưa ra một tình huống thực tế và một câu chuyện có thật nhưng đã xin phép thân chủ là lấy hết tất cả những thông tin cá nhân ra, đổi tên và đổi giới tính để có thể chia sẻ trong lớp ngày hôm nay. Và người thân chủ này rất là dễ thương và rất là vui mừng khi câu chuyện của họ được sử dụng vào buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Tình huống như thế này à, Phoenix xin mời bạn Trà My đi ha. My ơi, em bật mic lên, em đọc tình huống này cho cả lớp nghe dùm Phoenix nè. Dạ vâng ạ. Không biết mọi người nghe thấy em rõ không ạ? Nghe rõ lắm. Dạ vâng ạ. Thì trước khi là chị và em chào cả nhà, thì em đọc luôn ạ. Là tình huống là Minh năm nay 27 tuổi, cô đã tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế của một chương trình liên thông với Anh Quốc. Cô mới theo chồng định cư ở châu Âu từ năm 2020, vài ngày trước khi dịch COVID-19 bùng nổ. Trong 6 tháng tiếp theo, cô vừa học tiếng của nước sở tại, vừa tìm việc làm có thu nhập. Sau nhiều lần thất bại, thì Minh quyết định là tạm làm nail trong thời gian đầu để có kinh tế. Sau 6 tháng, cô bị dị ứng nặng với hóa chất và bác sĩ khuyên phải ngừng công việc này. Minh rơi vào khủng hoảng, trách chồng đã đưa cô đi, trách mình vô dụng. Nhớ câu nói của chồng, ngày ở Việt Nam em luôn nói em không thích công việc cũ và muốn thay đổi cơ mà. Cô bình tâm lại và nhìn lại chính mình để bắt đầu một hành trình mới. Cô luôn thích giúp đỡ người khác, đặc biệt cô rất thích và kiên nhẫn với trẻ con. Cô thường được đồng nghiệp và sếp cũ khen ngợi là có EQ cao. Cô có năng khiếu học ngôn ngữ rất nhanh, cô siêng học và có khả năng học. Cô không hề thích hay giỏi trong lĩnh vực kinh doanh mà cô đã học. Thì đây là tình huống. Mời các anh chị dùng điện thoại để chụp lại cái tình huống này. Vì mình sắp vào nhóm để chia sẻ rồi ạ. Mình chụp xong rồi ha. Rồi, bây giờ tụi mình vào trong nhóm. Khi vào phòng Zoom, Phoenix đang sẽ nhờ bạn Vi đưa tất cả mọi người mình vào một phòng Zoom. Những phòng Zoom khác nhau, một phòng chỉ có 4 anh chị thôi ạ. Khi vào thì Phoenix xin mời các anh chị ngay lập tức phân vai để một người điều hành. Người điều hành này sẽ mời tất cả các thành viên chia sẻ. Như vậy thì sẽ không có một người nói và tất cả những người khác im lặng nghe thôi. Và mời một thư ký ghi chép. Để lát nữa người thư ký này sẽ trình bày những gì mà nhóm vừa nói vào trong khung chat. Cho nên người thư ký này là hoặc là đánh trên điện thoại rất nhanh, hoặc là đánh máy trên máy xong rồi dán vào khung chat sau khi mình trở về phòng lớn. Trong 8 phút thì nhiệm vụ của nhóm là cùng nhau suy nghĩ và đề xuất cách tiếp cận ca của Minh trong vai trò chuyên viên hướng nghiệp. Dựa trên những gì đã học hôm nay về hai lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp và lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch. Bây giờ, Phoenix xin nhắc lại một lần nữa, tình huống là nằm ở đây. Các anh chị chụp hình tình huống lại. Hoạt động là nằm ở đây. Trong hoạt động này, khi vào phòng xin một người ngay lập tức nói tôi là người điều hành. Và mời tất cả những người trong nhóm chia sẻ đừng ngại. Một người thư ký thì ghi lại hết. Để lát dán vào trong khung chat. Và Phoenix và Vi sẽ cùng nhau tính giờ để các anh chị làm trong 8 phút. Trong 8 phút này, xin cùng nhau suy nghĩ và đề xuất cách tiếp cận ca mà dùng hai lý thuyết này thôi nha. Lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp và lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch. Phoenix sẽ ngừng share để cho Vi đưa tất cả các anh chị vào trong phòng Zoom. Và lát nữa tụi mình sẽ gặp lại và chia sẻ trong khung chat nha. Xin mời các anh chị vào phòng Zoom. Mời Vi ạ. Có một số anh chị phản hồi là hồi nãy về phần lý thuyết Phoenix đi hơi nhanh phải không ạ? Cho nên Phoenix xin nhắc lại một lần nữa điểm chính của mỗi lý thuyết cho tụi mình nha. Cái khái niệm chính của lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch là với những gì xảy ra mà mình không dự đoán được trong cuộc đời này thì mình hãy suy nghĩ và phản hồi một cách bình tĩnh nhất. Sao cho cái sự không may mắn đó nó sẽ trở thành may mắn trong tương lai. Và cái lúc mà mình bình tĩnh, mình nhìn lại, mình hãy
tận dụng những cái cơ hội xảy ra ngay lúc ấy, và mình có thể đi học một cái gì mình thích, mình có thể phát triển những cái gì mà mình chưa bao giờ có cơ hội. Thì đó là cái ý chính của lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch, tức là bạn hãy gieo sự may mắn trong tương lai bằng cái cách mà bạn phản hồi ở hiện tại. Lý thuyết hỗn loạn, ý chính của họ chỉ là bạn hãy chấp nhận rằng cuộc sống bây giờ nó hỗn loạn, những cơ hội nghề nghiệp nó rất là hỗn loạn, có những điều xảy ra bạn không dự tính trước được, nó giống như lý thuyết kia thôi. Và cái mà họ khuyên mình là mình hãy tập cái tính kiên trì và linh hoạt để mình có thể vượt qua những cái trở ngại gây ra bởi sự hỗn loạn của thời bây giờ. Vậy thì bây giờ hãy nhìn xem trong khung chat, thư ký của mỗi đội xin đưa vào rất nhanh thôi ạ, những chia sẻ của bạn mình, mình chia sẻ được bao nhiêu thì mình để vào bấy nhiêu, và không có câu trả lời đúng cũng không có câu trả lời sai đâu cả nhà. Mình thử, mình chia sẻ. Dạ, nhóm 1, ngừng công việc làm nail, dạy học hướng dẫn trẻ em online thông qua khả năng ngôn ngữ, dạy tiếng nước ngoài thông qua online, hướng về bên trong để không trách chồng, không trách mình, sử dụng khả năng của mình để làm những công việc giúp đỡ xung quanh, gặp chuyên gia tư vấn hướng nghiệp để lập ra kế hoạch thực tế phù hợp với khả năng, cũng như đồng hành với... đó là nhóm 1, Trung dán ở đây, Thảo dán ở đây. X Nguyễn dán cho nhóm 3, mình đối mặt với những tình huống không lường trước được, có sự hỗn loạn giữa công việc lựa chọn nghề nghiệp ban đầu, kinh doanh quốc tế sau đó neo. Nhưng đây có thể là cơ hội để mình thay đổi công việc, những điểm mạnh của bạn ấy. Huỳnh Mai ghi chép cho nhóm 7, cầu thị mở rộng học hỏi các kiến thức mới linh hoạt, theo học ngôn ngữ thời hạn ngắn để có đủ khả năng tham dự các khóa học kiến thức. Có thể học bổ sung các khóa online. Phương Trinh, cô đã chủ động trong cuộc sống của cô đã chọn công việc không đúng với chuyên môn, cô nên lập kế hoạch lại dựa vào sở thích và khả năng của mình. Yeah, các nhóm làm hay quá. Cả nhóm ơi, bây giờ mình xem tình huống xảy ra như thế nào ở bên ngoài. Và đây là cách giải quyết của bạn Minh. Bạn ấy tự ra cái phương án giải quyết của riêng mình dựa trên những gì bạn ấy hiểu và bạn ấy nhìn lại cái cuộc sống cũng như những cơ hội nghề nghiệp. Bạn lên kế hoạch hành động như sau. Ngắn hạn, bạn quyết định dành 4 năm tới để học ngôn ngữ và sau đó hoàn tất chương trình giáo dục mầm non. Và lý do là vì bạn nhìn lại tất cả những cái cuộc hành trình của mình thì bạn nghĩ rằng là bạn sẽ làm được điều này vì bạn có khiếu về ngôn ngữ rất là tốt. Về đường dài, bạn muốn học lên thạc sĩ ngành bên tâm lý trị liệu, có thể liên quan đến trị liệu trẻ có khó khăn trong nói và phát âm. Và bạn cũng nói rằng là kế hoạch này rất phù hợp với dự tính làm mẹ sau 3 năm nữa của bạn và ông xã bạn. Và bạn rất vui với chọn lựa này, dù ngành mà bạn ấy chọn sẽ không có cho bạn lương cao. Bù lại, bạn có thời gian cho gia đình và được làm những điều mình thích và những điều mình giỏi. Thì các anh chị ở đây, Phoenix chỉ muốn các anh chị chia sẻ với các anh chị rằng là hai cái lý thuyết này nó trừu tượng lắm ạ. Nó không có trắc nghiệm để ra kết quả, nó không có những cái chi tiết cụ thể, nó chỉ đưa cho mình một cái khái niệm, nó đưa cho mình một lời khuyên là bạn ơi, cuộc đời bây giờ là như vậy đó. Thì khi mà mình đi qua cái cuộc hành trình và lúc mà bạn bị dị ứng và bạn không làm neo được nữa, bạn rất là hỗn loạn, bạn rất là bị sốc, bạn bị sốc nặng lắm cả nhà, vì bạn rất là cần tiền để lo cho mình trong thời kỳ Covid. Thì bạn nhìn lại và bạn kiếm một công việc rất là nhẹ nhàng, vừa đủ lương, và bạn nhìn lại bạn nói đây là cơ hội để mình can đảm, để mình theo cái ngành mình thích mà hồi xưa đến giờ mình chưa bao giờ dám thích. Thì đó là cái mà lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch khuyên đó, là bạn hãy nhìn lại, bạn nhìn lại đi, có thể cái vừa xảy ra nó không may mắn nhưng nó lại là một may mắn ở chỗ nó ép bạn để bạn có thể làm những điều bạn thích, và bạn hãy thử những điều bạn thích đi. Đó là cái lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch nói vậy. Và hỗn loạn thì nói là hãy suy nghĩ lại vượt qua trở ngại như thế nào, nhìn lại tất cả những cơ hội trong cuộc sống của mình và từ đó ra cái kế hoạch phù hợp nhất. Ở đây Trung, My, Phoenix, em Hoài, vân vân những người trong nhóm mình, tụi mình không biết được điều gì tốt nhất cho mình nhưng bạn ấy biết. Vậy thì dựa vào những cái điều mà bạn suy nghĩ qua hai lý thuyết trên, mình chia sẻ là nếu em không bị dị ứng về hóa chất, e rằng em không rời bỏ được công việc làm nail vì thu nhập khá cao.
và có lẽ suốt đời này em sẽ không dám đi theo con đường làm ngành nghề giúp đỡ. Đó là câu chuyện có thật của bạn. Vậy thì Phoenix đúc kết nhanh như thế này. Trong hai lý thuyết này họ đều nói về những cái ẩn dụ, và một ẩn dụ mà Phoenix rất thích đó là ẩn dụ về tâm bão. Tức là anh chị và Phoenix, tất cả những người lao động của tụi mình hãy bình tĩnh như là mình đang ở trong tâm bão, và mình sẵn sàng cho những thay đổi không định trước được là cơn bão xung quanh. Mình ở trong tâm bão, mình bình tĩnh nhưng mình không ngủ yên, mà mình chuẩn bị cho những gì có thể ập đến. Và để chuẩn bị như vậy thì tụi mình phải luôn luôn học hỏi để chuẩn bị trong tương lai. Hồi nãy Hoài có ghi rằng là em muốn học về hướng nghiệp, thì ngày hôm nay tham gia lớp này đó là một cách mà Hoài gieo hạt đó. Đó là một cách mà Hoài học về một thử xem mình có thực sự thích hướng nghiệp hay không. Có thể xong lớp này Hoài nói trời ơi nó phức tạp, nó trừu tượng, nó tôi không thích nữa. Hoặc là Hoài nói ơ nó thú vị ha. Và ở đây là đừng bao giờ ngủ yên trên chiến thắng hay mong mọi sự ổn định. Sự ổn định sẽ không bao giờ xảy ra với tụi mình. Và tụi mình chỉ còn 3 phút để hết. Nhanh quá ha cả nhà. Thì Phoenix xin chào và chúc tất cả các anh chị ngủ ngon. À, như là bé nấm nhà Phoenix. Và tài liệu tham khảo là nằm ở đây. Tụi Phoenix sẽ gửi cho các anh chị cái recording ngày hôm nay, để những ai mà thấy Phoenix nói nhanh quá, chia sẻ cái ý nó quá lẹ, thì có thể nghe lại và xem lại slide. Trong lúc mà em Thảo đưa ra cái đánh giá hà Thảo, thì mời tất cả các anh chị của tụi mình nè. Phoenix xem ở đây tụi mình có 32 người. Tụi mình hãy để vào khung chat 5 chữ thôi. Ngày mai là ví dụ của 2 chữ. Là mình nhớ được điều gì nhất từ tối hôm nay? Phoenix nhớ chia sẻ trong nhóm. Phoenix nhớ nhất là các chia sẻ trong nhóm mà của các anh chị lúc nói chuyện mà Phoenix được đi qua. Thì ở đây mời các anh chị để vào trong trong cái khung chat là 5 chữ là mình nhớ gì nhất tối hôm nay nha, trước khi mà mình kết thúc đúng 9 giờ, tại vì ai ở đây cũng có gia đình và cũng có những cam kết khác.